gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Món Chay do Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Thưa quý vị, trên tay Thảo Nguyên là lá mè. Một loại lá có thể nói rằng là quen thuộc với rất nhiều người, nhưng cũng sẽ lạ lẫm với lại một vài quý vị nào mà chúng ta chưa từng ăn món Hàn Quốc. Nhưng mà quý vị an tâm ạ, ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng giới thiệu đến quý vị một món ăn rất là tuyệt vời từ lá mè này. Và Thảo Nguyên nghĩ rằng là khi quý vị chúng ta theo dõi chương trình sẽ cảm thấy rất là thích thú, đó chính là món kim chi lá mè. Vậy cách làm như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô Doãn Cẩm Vân quý vị nhé. Dạ, con xin chào cô. Chào Thảo Nguyên. Thân ái chào các bạn. Vâng, trên tay tôi đang là những cái lá mè. Và giống như Thảo Nguyên vừa nói, đây là một loại lá rất là quen thuộc với những ai đã từng đến ăn ở những quán ăn Hàn Quốc. Dĩ nhiên đối với người Hàn Quốc thì nó cũng thông dụng giống như lá lốt của người Việt Nam. Và với những người nào không ăn món ăn Hàn Quốc thì đây lại là một cái loại lá rất là lạ lẫm. Tuy nhiên hiện nay thì chúng ta đã có thể mua được lá mè này, và loại lá này trồng ở Đà Lạt rất là nhiều. Chúng ta có thể mua ở tại các chợ có nhiều người Hàn Quốc sinh sống. Và để thực hiện được món kim chi lá mè, các bạn chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau: lá mè, kiệu chua, ớt cay, bo rô, gừng. Và các gia vị đi kèm sẽ gồm nước cháo loãng, nước mắm, đường, muối, ớt đỏ Hàn Quốc và ớt bột cay. Các bạn đã từng theo dõi chương trình Món Chay do Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện thì chúng tôi đã có rất nhiều bài học về kim chi. Và một trong những món kim chi lạ của chúng tôi ngày hôm nay đó là kim chi làm từ một loại lá. Và như vừa rồi chúng tôi có nói đó là lá mè. Và các nguyên vật liệu đi kèm với lại kim chi lá mè cũng có một nguyên vật liệu khá lạ, đó là nước cháo loãng. Thông thường khi nói về kim chi của người Hàn, tôi vẫn nói rằng kim chi người Hàn vị mặn, và người ta ủ trong phạm vi từ 1 tháng tới 1 năm. Đây là một món ăn ăn quanh năm, và không phải người ta làm giống như dưa cải muối của người Việt Nam, cho nên là vị của người ta rất là mặn. Và hôm nay tôi cũng uyển chuyển một tí xíu, đó là sử dụng một tí xíu đường để giảm bớt vị mặn và tăng độ lên men nhanh để chúng ta có thể thực hiện được. Vì Việt Nam, nhất là ở miền Nam, chúng ta không có mùa đông, cho nên là chúng ta cũng không có điều kiện để mà giữ kim chi trong vòng 1 năm hoặc 2 năm. Cho nên là cái điều kiện lên men rất là nhanh, và chúng ta kích thích sự lên men bằng hai việc, đó là nước cháo pha loãng và đường cát. Trên đĩa này các bạn nhìn thấy chúng ta có kiệu chua, ớt, bo rô và gừng. Thì tất cả các loại này tôi đã đều băm nhuyễn. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thố. Nếu các bạn làm nhiều thì cái thố này sẽ phải là thố sành, có nắp đậy và phải là kín. Tức là cái nắp đậy đã kín. Vì nếu không thì nó sẽ có những cái con ruồi giấm, nó bay và nó bám vào những cái thành này và nó đẻ trứng, và chúng ta sẽ ở dưới này nó sẽ có những cái sinh vật lạ, các bạn biết đấy, nó sẽ bị lên men và thành giòi rất là nhanh. Là tôi xin nhắc nhở các bạn điều đấy, điều này là điều rất là quan trọng khi các bạn làm các món kim chi hay cải chua, bởi vì chúng ta phải bịt kín. Bây giờ với một cái thố thủy tinh như thế này, chúng ta sẽ cho vào đây tất cả các phần đã được băm nhỏ. Cô ạ, ở cái phần củ kiệu này, thí dụ như mà mình không có củ kiệu thì có được không ạ? Mình không có củ kiệu thì cũng đành phải chịu thôi. Nhưng thực chất bây giờ ở Việt Nam thì mình có thể mua củ kiệu muối chua bất cứ lúc nào, không cần phải đợi đến Tết. Chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp này. Và bây giờ là gia vị. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả các loại gia vị, gồm có nước mắm, đường, con nghe bắt đầu nó dậy mùi lên và thơm, có mùi rất là thơm. Chúng ta có muối. Thảo Nguyên nghĩ là với cái lá mè này nè, ngoài việc là quý vị chúng ta làm kim chi ra thì quý vị chúng ta cũng có thể làm món cuốn cũng được ạ. Mình cuốn với lại nấm, mình làm dạng nấm né cô nhỉ? Đúng rồi, nấm né. Hoặc là các bạn đậu hũ, các bạn ướp gia vị và các bạn nướng.
sau đó các bạn cuốn và các bạn chấm với lại tương đậu rất là ngon. Chúng ta đã có tất cả các loại gia vị gồm nước mắm, muối, đường, ớt bột cay và ớt bột không cay. Rồi chúng ta sẽ cho phần nước cháo vào đây. Nước cháo này các bạn sẽ nấu và chúng ta lấy thật loãng. Cô ơi, nếu mà không dùng nước cháo, mình dùng một loại nước khác được không cô? Chúng ta phải bắt buộc phải dùng nước cháo, bởi vì nước cháo sẽ kích thích sự lên men của kim chi lá mè. Tự nhiên con nghe cái mùi này kích thích vị giác của mình, làm con cảm thấy bị đói bụng ạ. Chắc chắn là các bạn vẫn đang có một cái câu hỏi lớn là vậy thì lá mè này sẽ mua ở đâu là dễ nhất? Thì hiện nay ở chợ Phạm Văn Hai, các bạn có thể tìm mua lá mè rất là dễ dàng, bởi vì khu vực Phạm Văn Hai là khu vực có người Hàn Quốc sống rất là nhiều. Mặt khác, chúng ta có thể mua ở các siêu thị Hàn Quốc ở khu vực quận 7, gọi là K-Mart, chữ K và chữ Mart, tức là cái siêu thị, cái chợ nhỏ. Thì chúng ta vào, các bạn sẽ thấy rằng người ta bán lá mè không bán theo ký mà bán theo bó. Ở đây tôi giữ nguyên. Và người ta cũng không dùng một cái lá chuối hay cái gì để mà cột cả. Người ta sẽ dùng chính một cái sợi thun và người ta cột như thế này. Thì khi về thì các bạn sẽ rửa sạch, rồi chúng ta vẩy ráo. Ở đây phần lá mè này đã được rửa và vẩy ráo rồi, nhưng mà tôi muốn để cho các bạn thấy, thành ra tôi vẫn giữ nguyên sợi dây thun như thế này. Khi mua về thì các bạn sẽ gỡ ra và chúng ta rửa trực tiếp ở dưới vòi nước. Chúng ta xả nước và chúng ta rửa nhẹ nhẹ. Lá mè rất là sạch. Thậm chí có nhiều người nói đùa rằng chẳng cần rửa lá mè cũng vẫn sạch. Thì chúng ta cũng không cần rửa. Thì thật ra mình không rửa thì mình sẽ cảm thấy ái ngại một tí. Nhưng mà hình như nếu tôi nhớ không nhầm thì người bán nói với tôi rằng lá mè hầu như trồng trong nhà kính. Bởi vì với cái nhiệt độ bình thường ở Việt Nam thì lá mè khó trồng ở nhiệt độ bình thường bên ngoài. Với những cái lá mè như thế này, và chúng ta cũng sẽ không nhúng vào đây mà chúng ta sẽ phải cuốn lại. Mình cắt ra được không cô? Chúng ta không cắt. Bây giờ chúng ta sẽ cuốn lại, và một lần cuốn chúng ta sẽ không cuốn một lá. Chúng ta sẽ để thành một bó như thế này và chúng ta cuộn bình thường. Rồi khi mình ăn là mình ăn bằng cuộn. Đúng rồi, không. Khi chúng ta ăn thì chúng ta sẽ gỡ hoặc chúng ta cắt ra. Sau khi cuốn lại rồi thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần gốc này. Đây, chúng ta sẽ bẻ dập lại. Rồi, mời Thảo Nguyên dùng. Ở đây chúng ta có thể dùng sợi chỉ để chúng ta cột lại, hoặc là chúng ta dùng tăm để chúng ta xiên. Tuy nhiên tôi không dùng chỉ và cũng không dùng tăm, mà tôi sẽ bóp cho nó hơi dập cái lá mè. Rất là thơm, các bạn sẽ ngửi thấy có một cái mùi giống là mùi dầu mè mà chưa có thắng. Dầu mè người ta vừa mới cắt. Này. Bây giờ thì chúng ta có thể gấp như thế này cũng được. Đó. Nếu chúng ta không dùng chỉ cuộn lại thì các bạn có thể gấp. Nhờ Thảo Nguyên là gấp, xẹp nó xuống. Gấp và chúng ta sẽ vuốt thế này. Gấp làm đôi cũng được. Và khi chúng ta gấp cái lá mè, thường là gấp từ 10 đến 15 cái lá một lần gấp như vậy, thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn, như tôi vừa mới nói, là chúng ta sẽ cho vào trong cái thố mà chúng ta trộn gia vị đó. Thì các bạn sẽ dùng đũa và chúng ta sẽ cho vào đây. Đúng không ạ? Khi các bạn nhúng như vậy đó, các bạn nhúng này, các bạn sẽ thấy lá mè thấm gia vị và lá mè sẽ dính vào với nhau. Nhìn món ăn này lạ quá nhờ. Con đã từng ăn lá mè rồi, tuy nhiên thì lá mè kim chi thì con chưa có được thưởng thức. Nay thì chắc chắn là về sẽ làm thử, tại vì con thấy là nguyên vật liệu rất là dễ tìm, dễ làm. Dễ tìm và dễ làm. Đây, cảm ơn Thảo Nguyên. Khi mà chúng ta chuẩn bị cái phần này, tôi để ở đây cho các bạn nhìn rõ này. Đó, các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ xếp vào trong cái thố hoặc là trong cái hũ sành đó, chúng ta sẽ xếp từng lớp giống như là chúng ta lập ngói, tức là xếp lớp này phủ lên lớp kia. Chúng ta sẽ để như thế nào để có thể dùng được cái món này? Dạ. Yeah.
Hôm nay thì Thảo Nguyên không được thử. Thảo mình Nguyên, mấy ngày nữa. Khi làm kim chi lá mè, ở đây nếu mà tôi làm sẵn để cho các bạn xem thì các bạn sẽ nhìn thấy cái lá mè không rõ lắm. Cho nên hôm nay tôi để nguyên cái phần nguyên vật liệu này và làm ngay từ đầu để cho các bạn thấy. Thì muốn ăn được kim chi lá mè thì tối thiểu là 2 ngày. Sau 2 ngày thì cái phần nước cháo và củ kiệu chua đó, nó sẽ đường nữa, nó sẽ tác động lên men và làm cho cái hỗn hợp lá mè nó có cái vị chua nhẹ rất là ngon. Thì chúng ta có thể dùng ăn chung với cơm hoặc là ăn chung với một số đồ nướng. Thậm chí nếu mà chúng ta thích thì chúng ta lấy từng cái lá kim chi mè này và chúng ta mở ra rồi chúng ta làm món cơm cuộn với kim chi lá mè. Rất tuyệt vời. Yeah. Nhưng mà cái này là sau khi mình để 2 ngày xong rồi thì mình sẽ để ngoài luôn hả cô, hay là mình cho vào trong tủ lạnh? Không, sau 2 ngày thì chúng ta có thể ăn được và chúng ta có thể để ở ngoài nếu chúng ta không có nhiều lắm. Trong trường hợp chúng ta có nhiều thì các bạn nên cho vào tủ lạnh và sử dụng được sau 1 tuần lễ là kim chi lá mè rất ngon. Còn hạn sử dụng ạ? Hạn sử dụng thì ở trong tủ lạnh thì khoảng 1 tháng là tối đa. Khi ủ thì mình sẽ đậy nắp. Nếu mà mình có cái bình mà có nắp, còn nếu không thì mình sẽ kiếm một cái gì đó để mình bọc nó lại. Thì cái cách ủ là như thế nào? Bây giờ tôi đang xếp những cái cuộn lá mè vào trong một cái thố khác. Bây giờ tôi sẽ chan nước. Bao giờ cái phần nước này cũng phải ngập cái lá mè. Rồi, bây giờ muốn ủ cho nhanh và có thể ăn được sau 2 ngày thì các bạn sẽ dùng một cái vật nặng, thí dụ như một cái bịch ni lông đựng nước hoặc là một cái tô nước nhỏ hơn, các bạn đè xuống cái phần lá mè này thì sau 2 ngày các bạn ăn được ngay. Vâng. Thưa quý vị, đây là một món ăn rất là lạ miệng đối với tất cả người Việt Nam của chúng ta, kim chi lá mè. Và Thông Nguyên nghĩ rằng là nếu như mà tất cả chị em phụ nữ, mà đặc biệt hơn là chị em phụ nữ nào mà chúng ta luôn luôn mong muốn có những món ăn lạ, ngon để có thể nấu ăn mời mọi thành viên trong mình thưởng thức, thì đây là một món ăn mà Thông Nguyên nghĩ rằng là chúng ta đã bắt được vàng. Đúng không ạ? Hy vọng rằng đây là một món ăn rất là tuyệt vời để tiếp tục làm cho thực đơn chay quý vị trở nên phong phú hơn. Và đến đây thì cô Doãn Cẩm Vân và Thảo Nguyên cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin chào.